Xin chào tất cả cô bác và anh chị và các bạn nha. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách cắt tỉa cái bộ tán cho cái cây hoa hồng. Cái phương pháp này thì các bạn có thể áp dụng được cho tất cả các loại hồng bụi hay là hồng chi mọi người nha. Các bạn chỉ cần áp dụng một cái phương pháp này thì các bạn có thể tạo được cho mình những cái cây hoa có cái bộ tán đẹp. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để làm thế nào để có cái bộ tán mà nó không sệ, thứ nhất. Hai là nó nhiều cành khỏe. Cành khỏe thì nó mới không sệ mọi người. Chứ nếu chúng ta mà không biết cách tạo tán để có những cái cành khỏe thì nó sẽ sệ. Thì đầu tiên các bạn nhớ là muốn có một cái cây hoa hồng đẹp thì các bạn phải có một cái bộ tán tròn. Đấy. Bộ tán tròn là cái bộ tán tiêu chuẩn, bao giờ nó cũng đẹp. Thế còn có rất nhiều bạn cũng có thể để những cái bộ tán nó hình chóp hay hình elip hay hình gì đó, nói chung là nó sở thích của mỗi người thôi. Thế nhưng cái quy tắc cắt hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cắt làm sao để cho nó đạt cái tiêu chuẩn. Thì đầu tiên ấy, để cái cây hoa hồng, để cái cành hoa hồng mà sau khi nó phát triển ra ấy, mọi người, nó có thể đây, ví dụ như ở đây mình này, không cần bộ khung đỡ, các bạn thấy không ạ, mà tán vẫn không sệ. Đấy. Đấy, hoa vẫn cứ thẳng tưng lên trời mà nó không bị sệ cái tán. Thì cái này là mọi người thường không để ý mà cũng không ai chỉ cho mọi người này. Khi cắt, các bạn nhớ chưa, khi cắt thì không cần biết cành to hay cành nhỏ. Các bạn nhớ nhé, không cần biết cành to hay cành nhỏ. Đều thao tác ở trong một cái phạm vi mà bạn mong muốn. Ví dụ ở đây mình có một cái cành rất to này. Thế nhưng mình vẫn cắt ở đây. Chứ mình không giữ ở những cái đoạn trên này đâu. Các bạn thấy chưa? Bởi vì nó vượt ra ngoài cái bộ tán mà mình mong muốn. Tức là mình muốn cái tán này nó tròn. Các bạn thấy chưa? Đây, các bạn thấy nó méo chưa? Đấy, nó phi ra khỏi rồi. Thì mình sẽ cắt ở đây. Nhưng cắt làm thế nào để nó không sệ? Các bạn nhớ này. Tất cả những cái mắt ngủ này, các bạn thấy không ạ, của cành to hay cành bé mình không cần biết, nhưng khi các bạn cắt là cái mắt này nó phải hướng lên trên, các bạn nhớ chưa? Bởi vì nếu mà các bạn cắt những cái mắt, ví dụ mình lấy ví dụ cho các bạn cái mắt này, các bạn thấy không ạ, cái mắt này là cái mắt hướng xuống dưới này, các bạn thấy chưa? Thì khi nó đâm chồi ra ấy, cái mắt này nó sẽ đâm ra ngang và nó ngóc lên một tí thôi, tức là xu hướng cái mắt này nó đâm chồi nó sẽ đâm xuống dưới. Cái cành này nó sẽ đâm dưới. Vì vậy khi mà nó có hoa mọi người, là nó sẽ vít và tán của bạn nó sệ. Thế nhưng khi các bạn cắt cái mắt này nó hướng lên trên này, thì cái mắt này nó sẽ đâm thẳng lên. Các bạn thấy không? Đấy, khi nó ra hoa thì nó chỉ hơi vít cong như vậy thôi. Đấy, chứ nó không thể sệ xuống như này được. Các bạn, nó sệ là do gì? Do những cái mắt các bạn cắt ấy, là nó cái mắt ngủ này nó hướng xuống dưới. Các bạn thấy không? Đấy. Đấy lý do tại sao các bạn nhìn thấy những cây hoa hồng của mình tán rất tròn mà tại sao nó không sệ? Mà mình cũng không cần dùng vanh. Đúng chưa? Đấy. Không nhất thiết là, ví dụ đây, mình lấy ví dụ đây. Đây. Các bạn thấy không? Khúc này nó có một mắt này hướng dưới này, một mắt này hướng lên trên này. Các bạn thấy chưa? Vậy khi các bạn thao tác đây này. Mắt này là mắt ngang này. Thấy nhá, mắt này mắt ngang này. Đâm ngang nhá mọi người. Đâm ngang cũng sệ nhá. Đâm xuống cũng sệ nhá, chỉ có đâm lên trên thôi. Vì vậy nếu các bạn giữ thì một là các bạn giữ mắt này. Hai là các bạn giữ cái mắt này. Bởi vì nó đâm trên. Mình thì mình sẽ giữ cái mắt dưới. Bởi vì là sao? Cắt càng sâu xuống dưới thì sau này cái chồi nó đâm ra càng to và cành nó càng khỏe. Tuy nhiên nó sẽ chậm đâm chồi hơn so với những cái mắt mà mình cắt lông lên. Vậy cái việc cắt lông này ấy, nó chỉ có tác dụng khi nào mà các bạn mong muốn cây nó ra hoa nhanh. Thì các bạn cắt lông lên, tức là chỉ dưới hoa một lá hoặc hai lá thôi. Đấy, các bạn cắt như vậy thì nó đâm hoa rất nhanh. Tuy nhiên cành nó nhỏ và hoa nó sẽ nhỏ. Các bạn thấy chưa? Đấy. Thế nhưng mà khi mình thao tác, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là gì? Cắt làm sao để cho gì? Cành nó khỏe. Trong khoảng 3 lứa hoa đầu tiên, một cái cây mà khi các bạn gọi là mới trồng ra, gọi là cây gọi là cành chiết đi. Trong 3 lứa hoa đầu tiên, các bạn không nên cho cái bộ tán này vượt qua 50 phân. Nó cứ vượt ra ngoài 50 phân, các bạn lại cắt thu về 50 phân. Để làm gì các bạn biết không? Để nuôi lấy những cái cành to như vậy. Để cái cành nó lớn á. Nó lớn nó khỏe rồi thì các bạn cho nó vươn thoải mái. Thế nhưng mà nó chưa khỏe ấy, mà nó vươn như cái cành này này các bạn này. Vươn như cành này này. Đấy mà nó non như vậy là sau này các bạn cắt bên trên này, bắt đầu nó ra hoa là nó cứ vít xuống là cái cành này của ta nó sẽ xuống. Các bạn thấy không ạ? Đấy. Vì vậy các bạn phải làm 3 đứa hoa là cái cành này nó bánh tẻ rồi, nó già lắm rồi. Nó khỏe lắm, mọi người thấy chưa? Đấy. Và cắt làm sao để cho nó tròn. Đúng chưa? Cắt là các bạn này, Sapa nó bỏ cành là chuyện bình thường. Tại sao nó bỏ cành các bạn biết không? Các bạn
Sapa hoặc là các loại hồng nó chỉ bỏ cành khi nó thiếu ánh sáng hoặc bộ rễ nó kém. Bộ rễ nó kém thì nó không hút được chất dinh dưỡng lên trên thì bắt buộc là cái cây đấy nó phải hủy cành và hủy lá. Nhưng mà Sapa ngoài cái bộ rễ kém nó còn thiếu ánh sáng là Sapa nó sẽ hủy cành ngay. Tức là những cái cành tăm ấy hoặc cành nhỏ như thế này này. Các bạn thấy không ạ? Đấy là nó sẽ gì? Là nó sẽ đen cành. Vậy thì nếu bây giờ các bạn không cắt thì sau này Sapa nó sẽ hủy. Các bạn thấy không ạ? Ví dụ như cành này này. Các bạn phải để ý là những cái cành mà đây này, những cái cành mà nó không có khả năng ra hoa ấy, mặc dù nó rất dài nhưng nó không hề có khả năng ra hoa hay là đâm chồi bởi vì các mắt này nó thui hết rồi. Thì chúng ta làm gì? Bỏ đi chứ còn giữ làm cái gì nữa để cho nó. Bởi vì sao? Khi các bạn cắt như vậy nhá, là nó sẽ đâm lại chồi ở những cái chỗ này. Nhưng các bạn nhớ này, phải cắt sát vào gì? Vào thân nhá. Đừng để lại một cái mấu nào cả. Hiểu chưa? Để lại mấu là sao? Là thứ nhất là nó đen cái mấu đó, nó ăn vào trong thân. Hai là nó sẽ không đâm chồi ở những cái mấu đó. Các bạn nhớ ạ. Các bạn cắt càng cẩn thận bao nhiêu thì cây hoa hồng của các bạn sau này nó càng khỏe và nó càng đẹp bấy nhiêu. Đúng chưa? Đấy, và nguyên tắc là gì? Không để cái mắt này nó ngoảnh sang ngang hay ngoảnh xuống dưới, mà cái mắt này lúc nào nó cũng phải gì? Có xu hướng nó hướng lên trên. Đây. Ví dụ bây giờ mình cái cành này thì để cái nào? Đây này các bạn nhìn này. Các mắt này đều hướng sang ngang. Các bạn thấy không ạ? Đây. Đấy, nó hướng sang ngang. Và đến cái đoạn này bắt đầu là gì? Đấy, nó có xu hướng là gì? Nó ngóc ngóc lên trên. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ để ở khúc dưới này. Các bạn thấy không ạ? Đó. Và cắt đúng bộ tán luôn. Đây nhá. Cành nào đây? Ví dụ cái cành này này. Nó không có khả năng ra hoa đâu mọi người. Đây này. Thấy chưa? Nó gọi là cành tăm ấy. Cắt sát vào. Cắt cành này mà nó càng nhẵn nhụi nó càng sạch bao nhiêu, xong nó đâm chồi càng nhiều bấy nhiêu. Đây này, những cái cành này làm gì có hoa. Nhưng các bạn cứ thích giữ tăm, giữ răm để cho nó dày. Dày răm, dày tăm là không có hoa đâu mọi người. Sau này khi cái bộ tán này nó thông thoáng này, ánh nắng mặt trời nó dọi vào thân này thì nó mới đâm chồi thân mọi người nhá. Nên nhiều bạn hỏi mình là làm thế nào để cho nó đâm chồi thân. Các bạn phải cắt làm sao bộ tán nó thông thoáng, để cho ánh nắng nó chiếu được vào cái thân này, nó nóng cái mắt ngủ này ở thân này hoặc nóng các mấu này thì nó mới đâm chồi ở thân. Còn nếu các bạn cứ để sum suê ở bên ngoài này, ánh nắng nó không dọi được vào, thứ nhất Sapa nó sẽ đen thân ở bên trong. Những cái cành nào mà ánh nắng nó không dọi đến được, Sapa nó sẽ bỏ cành ngay. Thứ hai là những cái mắt ngủ đây này, nó không có ánh nắng dọi vào, nó sẽ không đâm chồi ở đây. Đúng không ạ? Nên tại các bạn thấy tại sao mình cắt xong mà cái lá của mình nó chẳng còn bao nhiêu cả. Nó vẫn còn lá để quang hợp mọi người ấy. Nhưng mà ở bên dưới không gian này gần như là không có lá. Vì vậy là chồi nó đâm rất nhiều. Đúng không ạ? Cái đó mình có cái video là quay về cách sửa tán với này kết quả của việc bón phân đúng cách đấy. Các bạn thấy không ạ? Chồi đâm tứ tung luôn. Đấy, và tí nữa mình sẽ cho mọi người xem là những cái cây đấy bây giờ hoa nó thế nào, cắt như thế liệu có đúng hay không. Đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người thao tác cắt trước đấy. Đấy nhá, ví dụ như cây này này. Cái này thì giữ ở đâu? Đúng không ạ? Mắt này đâm ngang này, tất cả các mắt này đâm ngang này. Các bạn nhìn thấy cái mắt tí tí ở đây không? Thấy không? Nó đâm thẳng lên này. Mình giữ cái mắt này. Chứ mình không giữ cái cành to đùng này đâu mọi người. Đây này. Các bạn thấy không ạ? Mình giữ cái mắt này để xong nó ngóc lên trên. Các bạn thấy không ạ? Đây này. Các bạn thấy không ạ? Cái cành này này là cái cành không có khả năng ra hoa này mọi người thấy không? Đấy, vậy khi cắt là gì? Cái mắt này nó chọc xuống dưới này. Bỏ. Cái mắt này nó hướng lên trên này, giữ lại này. Thấy chưa? Xong cái chỗ này nó sẽ đâm được hai cái mầm. Các bạn thấy không ạ? Đấy. Hay như đây. Đây này. Cành này là không gọi là cành tăm đây này, nó không có khả năng ra hoa này. Thế nhưng các bạn nhìn kỹ này. Nó có một cái mắt ở đây. Thấy chưa? Giữ lại các mắt đó, nhưng các mắt này phải hướng lên trên nhá mọi người nhá. Thì sau cái tán của các bạn nó mới không sệ. Đúng chưa? Và nó mới tròn, và các bạn cứ cắt làm sao để cho nó tròn cái tán này lại. Răm tăm là bỏ hết, ví dụ như này, cạnh này cành răm này, cành tăm này. Các bạn cắt sát vào thì xong mầm nó lại đâm lại vào cái chỗ này. Bởi vì chỗ này là chỗ đâm chồi rồi thì nó sẽ đâm lại được vào đây. Nhưng các bạn phải cắt làm sao cho nó sát vào thân. Thứ nhất là nó tránh cái việc là tồn dư kiểu như này này. Mà không may nó đen thân rồi nó ăn vào đây là nó đen. Các bạn cắt đừng cắt vu vơ. Này. Những cành này này không có khả năng ra hoa, cũng không có khả năng đâm chồi này. Mặc dù nó rất to, các bạn thấy không? Cắt. Các bạn nhớ là cắt đi nó sẽ đâm lại ở đây nhá. Chứ không phải cắt đi nó mất cành đâu. Các bạn cứ sợ nó cái bộ tán nó hỏng, nó không dày tán, các bạn không dám cắt. Vì vậy là nó sẽ không đâm được những cái chồi to ra.
bởi vì nó cái mắt này nó cái cạnh này nó vẫn còn thì làm sao nó đâm được mắt này ra, các bạn phải cắt hết. Ví dụ đây cạnh này, nếu các bạn không cắt thì không bao giờ cái cạnh này nó phát triển ra được, các bạn thấy không ạ? Đấy, thế nhưng bây giờ mình cắt sát vào, các bạn tin không, xong tí nó nữa xong nó sẽ đâm lại vào đây. Đấy, đây, đấy, này, để một khúc thôi, được chưa? Dọn dẹp hết những cái cành mà nó thừa, nó thải. Các bạn nhớ là các bạn cắt càng sạch bao nhiêu ấy. Cắt xong một cái cây nó quang ấy, đấy, nó sạch bóng này, các bạn thấy không ạ? Đấy, đây này, những cái cành lấm này, cành này, cành lấm này, lấm bỏ nha mọi người. Mọi người đừng có tiếc, bởi vì là cắt đi nó lại đâm lại ở đây cơ mà. Cắt sát vào nó sẽ đâm lại, các bạn nhớ. Tức là mình đây gọi là thay cành, thay cành ấy. Nếu mà các bạn không thay, Sapa nó cũng tự chết, nó cũng tự thay thôi. Nhưng mà nó chết thì đau lắm, bởi vì nó đen thân rồi, nó chết thì mình nhìn chán lắm. Thà là mình cắt đi, mình bỏ đi để mình thay hô giúp nó thì nó lại không sao. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, cắt xong dần dần nó cứ tròn dần như vậy. Đấy, cứ đúng nguyên tắc vậy thôi. Tìm xem cái mắt nào nó hướng lên trên thì giữ lại. Đây này, có cái mắt cuối là giữ này, có tất cả cái mắt này nó cứ hướng trúc sang ngang với trúc xuống dưới hết này. Đúng chưa? Giữ đến cái mắt nào nó hướng lên trên nhé mọi người nhá. Đây, ví dụ cành này cành thẳng này, cành thẳng thì hướng thì giữ mắt nào cũng được, nhưng mà cắt làm sao để cho nó đều cái bộ tán. Các bạn thấy chưa? Đấy. Đây, bây giờ mình sẽ phang nhanh tay cho mọi người để mọi người đỡ mất thời gian, xong mình quay toàn cảnh cho mọi người xem. Sau khi cắt xong là nó thành như thế nào. Cành nào mà vượt ra khỏi cái quy hoạch nên là các bạn cắt ngay. Mình vẫn luôn nói các bạn là các bạn phải có quy hoạch trước. Đây này, nó vượt ra này, nó không có khả năng đâm chồi này. Các bạn thấy không ạ? Những cái cành này là cắt bỏ đi để cho nó đâm chồi lại vào những cái khúc này. Đây này các bạn này. Các bạn cắt nhưng mà các bạn để nó thừa thừa như vậy này. Các bạn thấy không? Đấy, nó thừa thừa cái mấu như vậy là sai bài nhá. Thứ nhất là chỗ này sâu bệnh lấm nó đục vào đây. Thứ hai là nó sẽ không đâm chồi chỗ này đâu. Các bạn phải cắt sát vào. Đấy. Các bạn thấy chưa? Thì cái chỗ này nó sạch sẽ nó mới đâm chồi. Nhớ nhá, đừng để thừa đây. Kể cả những cái mẫu này. Đây này mọi người nhìn này. Đây này, thấy chưa? Thấy cái mẫu chưa? Xẻo hết. Mọi người nhớ nhá. Đấy. Đây này. Những cái này thì làm gì có hoa. Mà cứ để làm gì. Cắt làm sao các bạn? Cái nhát cắt này của chúng ta này, nó cách cái mắt ngủ khoảng 1 cm. Mọi người nhớ nhá. Không cắt dài, không cắt ngắn. Ngắn quá thì nhiều khi nó thối thì nó lại ăn xuống mắt ngủ mất. Cắt dài quá sau các bạn sẽ thấy nó đen cả một khúc luôn. Và dần dần nó đen hết cả cái cành này cho các bạn xem. Nhưng cắt cái tầm này là đẹp nhất, không đen chỗ nào hết. Đây này, cắt xong đây này các mọi người này. Đây này. Đấy, ví dụ đứa trước mình cắt này mọi người thấy không ạ? Đấy, nó đâm chồi ra nhưng mà nó chỉ có đen có tí xíu bên trên này. Các bạn thấy không? Đấy. Thấy không ạ? Đấy, cắt thế mới là chuẩn, nhớ nhá. Nhát cắt là cách mắt ngủ 1 cm. Còn cái việc cắt vát hay cắt tròn thì cái đấy nó không quan trọng. Bởi vì là cắt tỉa này các bạn phải chọn với ngày nắng ráo. Chứ chọn ngày mưa cắt, kể cả các bạn có cắt vát nó cũng bị lấm. Nếu như cứ nắng ráo mà cắt, cành nào không ấy thì xẻo bỏ hết. Đây, toàn cảnh của nó đây. Đấy, cắt xong nó gọn gàng đấy. Đấy, các bạn thấy cái cành này nó nhô nhô lên chưa? Nó không nằm trong quy hoạch này. Đấy, thấy chưa? Nó có cái mắt này hướng lên này, mọi người thấy ạ. Cắt cách 1 cm. Phải nằm trong quy hoạch thì nó mới đẹp. Đấy. Cái này bị chòi ra này, mọi người thấy không? Cắt như cắt cây cảnh ấy, cái cây tạo dáng cho cây ấy. Cây. Các bạn thấy không ạ? Đó. Cứ cành nào thừa là xẻo thôi. À, quay các phía xem nó tròn đều chưa. Tròn đều thì mới được, không tròn đều là bỏ hết. Đấy, nói chung là tương đối như vậy đấy. Đây này, có cái ông cảnh này, ông ấy ngoài nòi lên này, để mắt bên dưới.
thằng này để mắt bên dưới. Bởi vì là sao, nguyên tắc của cái cây thực vật là gì, cái cành nào mà nó khỏe ấy, sau này nó sẽ tập trung nó hút chất dinh dưỡng của cành khác, mọi người nghe không ạ? Nếu mà nó vươn dài như vậy là sau nó cứ vươn lên thôi. Thế còn ba cái ông ở bên dưới này là thấp cổ bé họng là sau là thành teo và thành cành tăm đấy mọi người. Nên mọi người đừng có nghĩ là mọi người cứ để cành to xong rồi là nó đều tán, không có đâu. To là phải xẻo đây này, mình xẻo cả một cái khúc to đùng này, mọi thấy không ạ? Bởi vì nếu mình để cành này cái là sau những cái bộ những cái cành nhỏ nhỏ bên trong này là thành cành tăm hết, nó chỉ tập trung nó nuôi cành này thôi. Đấy, cái cây nó thế các mọi người. Đấy. Cắt xong nó tròn vo vậy. Mọi người thấy không ạ? Đấy, thì xong chắc chắn nữa sau thì nếu các bạn áp dụng đúng nguyên tắc đấy thì các bạn sẽ có bộ tán đẹp thôi. Đấy, bây giờ ngắm xem cái bộ tán mình hoàn thành xong nó ra hoa nó sẽ thế nào nhá. Đấy, đây mọi người. Đấy, bộ tán sau khi cắt theo đúng nguyên tắc đó thì nó cứ hoa nó chổng ngược lên trên vậy á. Và nó đâm vào chồi thân, mọi người thấy không ạ? Đấy. Cứ mắt ngủ là các bạn hướng nó lên trên thì xong hoa nó sẽ gì? Nó sẽ đâm ngược lên trên. Và nó không sệ một tí nào hết. Các bạn thấy không ạ? Đấy. Hoa ra đều đẹp đấy. Cắt càng đau các bạn, nó đâm chồi thân càng nhiều thì bộ tán của bạn nó càng dày càng rậm thì hoa nó mới nhiều, các bạn thấy chưa ạ? Đấy. Nó cái tán bé xíu được có mét thôi mà nó cả trăm bông hoa, mọi người thấy chưa? Toàn hoa đều, hoa to. Wow. Các bạn thấy không? Đấy. Chỗ nào nó ngược sáng thì nó hơi kém. Hay đây. Đấy, các bạn thấy không ạ? Không sệ tí nào. Nó võng xuống, tất nhiên là cây hoa nó to đùng, nó nặng nên nó phải kéo cái cành này xuống một tí. Đây, đây, bạn thấy không ạ? Nó kéo xuống một tí thôi. Đấy, đây, xa này. Bạn thấy không ạ? Đấy. Này, tán cây nào của mình nó cũng cứ ngóc lên trên chứ không bao giờ nó sẽ ở dưới. Mình nằm vanh ấy mọi người, mình nằm vanh để mình vít nó xuống này. Bạn thấy không? Người ta làm để đỡ vanh, à, đỡ cành, còn mình thì làm để kéo, để vít cành nó xuống. Bởi vì nó cứ ngóc lên trên ấy. Đây này các bạn nhìn thấy không? Đây này. Ngược đời không ạ? Làm vanh để người ta làm để đỡ, còn mình làm vanh để gì? Để vít nó xuống. Đấy, cứ đúng nguyên tắc mắt ngủ như vậy các bạn cắt như này. Đấy, cắt đúng như vậy là cái hoa nó ngóc lên trên. Các bạn thấy không ạ? Đấy. Đây. Các bạn nhìn này, đây cái mình có một cái cây mà mình vừa mới cắt ngứa trước đây. Bây giờ các bạn nhìn cái bông nào nó cũng ngóc hết lên trên. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Hoa nó chọc lên trời, chứ nó không sệ. Nó có đẹp không ạ? Đấy. Ở đây này. Đấy, cái kết quả của việc cắt đúng nó thế đây này. Không có cái cành nào nó ngóc xuống dưới cả mọi người. Này. Đấy. Thôi nha, video này mình cũng xin dừng lại đây thôi nha. Đấy, mọi người cứ áp dụng đúng nguyên tắc như vậy, cứ mọi người cắt thôi. Đấy, thì các bạn sẽ có những bộ tán đẹp. Cái này thì áp dụng cho cả thân chi hay là thân bụi nha. Này, bụi nó cũng ngóc lên, mọi người thấy không? Đấy, nó không có sệ đâu. Đấy, các bạn cứ áp dụng đúng như vậy là các bạn sẽ có những cái bộ tán của những cái hoa hồng đẹp. Các bạn thấy hay thì đăng ký ủng hộ kênh, rồi chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng làm theo. Xin tạm biệt cả mọi người nha.